chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. 4 tiêu chí cơ bản mà khách hàng khi mua piano điện tại Minh Phụng Music cần biết, đó chính là thương hiệu đàn uy tín, thứ hai đó chính là kiểu dáng của cây đàn, tiếp đến là âm thanh cao cấp, ba cảm giác khi chơi phím chân thật, cuối cùng chính là độ bền và giá trị sử dụng lâu dài. Tất cả các tiêu chí mà anh em quan tâm đều được trang bị hoàn hảo trên 3 chiếc piano Cutman KS1 Bluetooth chuẩn bị lên đường tới Cần Thơ, Sóc Trăng và Vĩnh Long. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Cảnh đưa hàng vào xe và lên đường rất quen thuộc với các bạn rồi. Chính vì thế hôm nay mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu lý do vì sao KS1 Bluetooth là cây piano điện đáng mua nhất hiện nay nhé. Đầu tiên anh em sẽ ấn tượng với trọng lượng chỉ 40kg, rất dễ dàng mang vác di chuyển bất cứ đâu trong không gian của người chơi. Còn chức năng ấn tượng trên KS1 Bluetooth là gì? Cùng mình tìm hiểu nhé. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu, được trang bị 2 cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với app học nhạc như Zimly Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Cổng USB kết nối máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn sở hữu nhiều chức năng hiện đại như metronome đếm nhịp, Tinova trộn tiếng, Jaspo tăng giảm tông, và đặc biệt tất cả các chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal sustain, distortion auto và shot, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc, chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Đến mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, quà tặng dành cho bạn sẽ là ghế piano đàn chắc chắn, cảm giác ngồi thoải mái. Ngoài ra khách hàng còn được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Đây là buổi ghi hình thực tế quy trình bàn giao đàn và nhạc cụ đến khách hàng tại các chành xe của team. Hàng được team đưa lên cân để đo trọng lượng và cung cấp thông tin loại hàng, số lượng điểm đến, làm phiếu tính cước phí vận chuyển của đơn hàng, tiến hành thanh toán. Vậy là buổi giao cây piano điện Cutman KS1 Bluetooth đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các loại nhạc cụ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.